Câu số 1, vừa dạy lớp off về xong. Câu số 1, vừa dạy lớp off về xong đấy. Nào, Chrome 3 Heroxid có màu gì? Chrome 3 Heroxid có màu gì? Chào thầy và Doãn Thanh Lợi. Hello, chào tất cả các bạn các em. Thế thì Chrome 3 Heroxid là CrOH 3 lần. Được chưa? Và CrOH 3 lần thì nó có màu vàng là sai rồi. Màu vàng là của CrOH 2 lần các em ạ. Nhá. Màu đỏ thẫm là của CrO 3. Màu trắng là của trắng là của nào? Màu lục xám là màu của CrOH 3 lần. Đấy, cái màu của Chrome là rất nhiều bạn bị chết. Nên là các em nhớ là riêng cái màu Chrome là phải chú ý. Đấy, phải lưu lại tất cả những anh mày này mà thầy ghi vào. Thầy vừa dạy lớp off về xong về màu Chrome xong. Kinh. Vào rất nhiều bạn comment đáp án nhá. Hà Minh X, Hoàng Tấn Dũng, Huy Phạm tốt, đúng lắm. Rất tốt. B, chính xác. Mình sang câu tiếp theo các em nhá. Câu số 2. Quế em học sinh 2000 thầy không biết giờ đang học ở đâu rồi. À, bất cần đời. Thầy có rất nhiều học sinh 2099 đỗ những cái trường rất là cao, không biết giờ các bạn đang học ở đâu. Quế em học trường nào nhỉ? Hà Minh X, một B, ok. Giờ mình sang câu số 2 các em nhá. 159 rồi, còn 40 bạn nữa là lên là 200, 165 rồi. Các em share thật nhiều về tường, xong rồi tag tất cả các bạn vào trong video livestream nhé. Xong comment đáp án liên tục để mà thầy có thể tiếp tục cái chuỗi livestream với thầy. Với các em, 171 rồi. Dung dịch của chất nào dưới đây có môi trường axit? 176. Dung dịch 181, ok. Dung dịch của chất nào dưới đây? Dung dịch của chất nào dưới đây có môi trường axit? À từ từ, sorry các em đọc nhầm. Dung dịch nào sau đây tác dụng đối với kim loại bạc? Đúng không? Dung dịch nào sau đây tác dụng kim loại bạc? Thế kim loại bạc thì nó không ăn HCl, không ăn NaOH, nó cũng không ăn cả sắt 2 đâu ạ. Mà nó chỉ ăn gì thôi? HNO3 đặc. Đấy, các em lưu ý nhá. Rất nhiều bạn bị sai câu này. 2B Hà Hạnh đúng, Phan Ngọc Hân đúng. À, đây là của lớp 12 ôn thi Trung học phổ thông quốc gia. Dương Hồng Quân chính xác, Trần Đình Hiệp tốt, Trương Lâm tốt, rất tốt các em ạ. 188 bạn rồi, các em nhanh tay xe lại về tường nhá. 188 rồi. Giờ phải làm sao để 200, 191 luôn. Làm sao để được tròn 200 nhỉ? Ok, mình tiếp tục nhá. Câu số 3. Dung dịch chất nào dưới đây có môi trường axit? Môi trường axit. Thế thì cái chỗ này nhiều bạn bị nhầm lắm, các em mong thầy giảng kỹ kỹ cho các em nhìn nhá. Anh NH4Cl thì các em cứ coi như nó được tạo bởi từ NH3 và HCl đi. Thì NH3 này là bazơ yếu này. HCl là axit yếu, là axit mạnh này. Thế giờ thầy hỏi nhá. Chồng yếu mà vợ mạnh thì phần thắng nghiêng về kẻ mạnh đúng không? Và nghiêng về vợ đúng không? Đấy, vậy thì anh này là môi trường axit. Vậy đáp án đúng đáp án này. Thế còn Na2CO3 sao? Các em mong thầy phân tích này. Na2CO3 thì coi như được tạo bởi từ NaOH và H2CO3 đúng không? Chúng ta biết thừa là NaOH là bazơ mạnh, H2CO3 là axit yếu. Thế thì là chồng mạnh mà vợ yếu thì phần thắng nghiêng về kẻ mạnh, vậy là phải môi trường bazơ. Tương tự như vậy anh Na3PO4, tương tự như vậy anh Na3PO4. 188, hello, chào 188 anh em, 189 anh em, 189 anh em nghe thầy giảng có hiểu bài không nhỉ? Nghe thầy giảng bài có hiểu không? Từ mất gốc luôn đấy. Na3PO4 thì được tạo bởi từ NaOH là bazơ mạnh và H3PO4 là axit yếu, thực ra là axit trung bình. Và do H3PO4 nó là axit trung bình ấy thì nó dẫn đến một điều này là môi trường nghiêng về thắng mạnh là bazơ. NaCl trung tính, được tạo bởi từ NaOH và HCl, hai thằng này là axit đều mạnh nên là môi trường trung tính. Được chưa? Vậy đáp án đúng mình đáp án này. Thầy phân tích đáp án cho các em nhìn thôi. Ok, câu số 4. Chất nào sau đây là mất tính cứng của nước cứng tạm thời? 196 bạn rồi. Làm sao cố lên được 200, 197. Nguyễn Xuân Trường hôm nay trốn học nha. 198 rồi. Ui, còn hai bạn nữa thôi. Ok, cảm ơn. Nick Facebook gì mà lại con điên quốc dân thế này. Chào Hoàng Ngọc Ánh, chào Đặng Hiếu. Hay, ok, rất tốt. Thank you các em. Hay thì không tiếc gì một xe nhá. Câu số 4. Chất nào sau đây là mất tính cứng của nước cứng tạm thời? Thế nước cứng tạm thời là gì? Là nước cứng mà chứa anion HCO3 trừ. Đấy, lý thuyết là các em hay bị chết lắm. Thế nên là thầy có khóa live stream đấy nhá. Nhân tiện đây thầy có nhắc với các em một chút là sắp tới thầy có kết hợp cùng với bên Việt Rách, với cô Ngọc Anh Việt Rách mở một cái khóa live stream giải 30 đề thi Trung học phổ thông quốc gia trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia. Đấy, những bạn nào mà muốn có ý định muốn đăng ký khóa học này thì có thể liên lạc với cô Ngọc Anh Việt Rách khoảng tầm hôm 25 tháng 2 thì thầy sẽ bắt đầu khai giảng cái khóa này. Wow, được 200 luôn này. Được 200 bạn, tốt, ok.
Mình tiếp tục nhá, câu số 4. Chất nào sau đây là mất tính cứng tạm thời? Chất nào sau đây là mất tính cứng tạm thời? Thế mất tính cứng tạm thời thì nó có thể là đun nóng nhẹ. Chúng ta chú ý là đun nóng nhẹ cũng là mất tính cứng tạm thời nhá. Đun nóng nhẹ, nhưng ở đây không có đun nóng. Đúng chưa? Không đun nóng thì HCl thì không làm mất được. Mà nó cung cấp thêm ion CL trừ, NaCl không? Mà phải là Na2CO3. Chúng ta nhớ Na2CO3 có thể làm mất mọi tính cứng. Mất mọi tính cứng, các em lưu ý nha. Mất mọi tính cứng, yếu nhờ. Vừa nãy lên được 200, bây giờ lại dừng lại 192. Đấy các em chú ý nha. Na2CO3 là cái chất mà có thể làm mất mọi cái loại tính cứng. Đấy các em cần lưu ý. 201, ôi đúng 2K1 luôn. 2K1 là 201 luôn. Mình tiếp tục nha. Câu số 5, chất nào sau đây tác dụng dung dịch BaCl2 mà sinh ra kết tủa nào các em? Các em cùng comment đáp án nào. Hà Minh X 4A rất tốt. Phạm Ngọc Hân 4C, Hà Hạnh 4C, Hoàng Tấn Dũng 4C, Phan Đình Trung Tín 4C, Nguyễn Bảo Tiền C, ok. Nguyễn Thị Thanh Tuyền 4C, Thanh Tuyền sắp làm vào showbiz rồi còn gì nữa mà vẫn còn học trang học thế. 206 bạn rồi. À, chất nào sau đây tác dụng dung dịch BaCl2 sinh ra kết tủa thì mình lưu ý này. Có Ba2 cộng thì mình phải nhớ đến một cái anh anion cùng kết tủa với Ba2 cộng, nó là S42 trừ. Vậy chỉ có thể là Na2S4 làm kết tủa thôi. Thấy chưa? Năm đáp án đúng mình là đáp án D. Rất tốt. Đấy, các em nghe câu số 6, 208 bạn rồi. Và các em theo dõi, các em có nghe rõ thầy nói không nhỉ? Hình ảnh có sắc nét không các em? Sao nó không cho xe á? Em thử kích vào đi xem chứ. Thầy vẫn xe được và chắc là nhiều bạn cũng xe được ấy. Hay là do của em vậy? Và tiếp tục nhá. 210 hoặc là em phải thoát ra một chút xong em mới xem được. 210. Chất nào sau đây có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất? Úi giời ơi, cái này là hỏi về kiến thức lớp 11 này. Chất nào sau đây có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất? Thầy thuê chọn một đường tuyển truyền FPT để livestream cho các em, không thể nào có lag được. Vậy mình xem nhé, công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất. Thế mình có này, anh này là anh viết lại là C2H4O2. Vậy công thức đơn giản nhất của nó là CH2O không trùng, loại A. C6H6 là công thức đơn giản là CH không trùng, loại CH4 công thức đơn giản là CH2 không trùng. Vậy là còn CH5OH là C2H6O trùng chứ. Đơn giản nhất cũng vậy. Vậy đáp án đúng đáp án D. Lên được 211 bạn rất tốt. Vậy buổi tối mà lên được 211, 219 rồi. Em cũng không xe được á. Các em thử thoát ra một tí xong em xe lại xem là được. Thoát ra xong lên trên ua của thầy ấy, thì có cái nút xe, các em kích xe là được. Dạo này Facebook nó giảm tương tác dã man lắm. Câu số 7, kim loại nào sau đây là kim loại kiềm thổ các em? Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm thổ? Kim loại kiềm thổ thì thầy dạy các em một bài ca nhé. Các em lưu ý này, các em nhớ lại này. Kim loại kiềm thổ thì dạy các em một bài ca. Ví dụ như kim loại kiềm. Kim loại kiềm thổ. Kiềm thổ. Để nhớ hết tên nói được này. Bé mang cây súng bắn ruồi, nhớ chưa? Bé mang cây súng bắn ruồi, nhớ nhá. Nhắc lại, bé mang cây súng bắn ruồi. Thế kim loại kiềm thổ là canxi. Làm đúng đáp án A. Phan Đình Trung Tín rất tốt, chính xác. Huy Phan chính xác, Thi Nguyễn chính xác. Đấy, giờ mình 7 câu. Rồi mình sang câu số 8. Câu số 8 này là đánh dấu một mốc rất là quan trọng của chúng ta đấy. Là gì? Là câu số 8 này là cái mốc này là mốc 2 điểm, đúng không? Thế thì mình xong câu số 4 là mình qua liệt rồi. Mình sang câu số 8 mình lên được 2 điểm. Công thức học của tristerin. Thế thì mình phải nhớ về axit stearic. Stearic các em là C17H35COOH. Được chưa? Thế vậy thì stearin nó sẽ là 3 thằng là C17H35, C15H31 vứt, H31 vứt, H33 vứt. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Ok chưa? Đấy các em thấy không? Đây là tristearin nhá, lưu ý. Mình sang câu tiếp theo, câu số 9. Chất nào sau đây có tính lưỡng tính? Chất nào sau đây có tính lưỡng tính? Các em giúp thầy xe lại về tường xong rồi là xe hết lên trên ua cá nhân và tag hết cho thầy tất cả các bạn các em ở trong cái live stream nhá. 222 bạn, số đẹp thế. Bạn nào chụp lại giúp thầy với. Bạn nào chụp màn hình lại giúp thầy. Chất nào sau đây có tính lưỡng tính? Chất nào sau đây có tính lưỡng tính? Chất nào sau đây có tính lưỡng tính? Kim loại kiềm lâu nay không rảnh chơi phây, chính xác. Ok. Số 8 nhìn không rõ. À đúng rồi, chính xác, nó hơi bị lỗi tí. Mờ quá, sói con tập phú các em, các em có thấy bị mờ không? Thầy thì thầy thấy là nó vẫn ổn nhỉ. Chất
chắc là do tay của thầy chạm mà thôi, để thầy cho cái bút dài dài đã. Tính lưỡng tính thì các em chú ý thầy một chút này. Mình có những cái thằng sau có 5 thằng lưỡng tính, có 5 thằng hữu tính nhá. Bây giờ mình đang kiểu mất gốc thì mình phải nhớ 5 thằng lưỡng tính này. ALOH 3 lần. ZNOH 2 lần. CROH 3 lần là thằng này phải nhớ rồi này. Tiếp theo là PBOH 2 lần. SNOH 2 lần. Được chưa? Song song với nó thì là các cái oxit của nó cũng lưỡng tính nhá. Được chưa? Thế thì thằng nhôm có là lưỡng tính hay không? Rất nhiều bạn chọn nhôm. Thì thầy giải thích này. Thằng nhôm của chúng ta là kim loại có kim loại lưỡng tính không? Không đúng không? Vậy vứt. Được chưa? Thế mình để ý này, thằng NaHCO3 này. Thằng NaHCO3 nó có gốc HCO3 trừ thì cứ HCO3 trừ thì auto lưỡng tính. Là lưỡng tính. Auto lưỡng tính. Các em cứ nhớ nhé. Cứ có gốc HCO3 trừ là auto lưỡng tính như này. Thi đại học bây giờ nó chỉ thi vào mỗi thằng HCO3 trừ thôi. Nhá. Được chưa? Thi đại học bây giờ nó chỉ thi mỗi thằng HCO3 trừ, em chỉ cần nhớ cứ HCO3 trừ auto lưỡng tính, người ta vào đúng đáp án B. NaCO3 vừa tác dụng với lại axit, vừa tác dụng với bazơ có tính lưỡng tính. Nhôm vừa tác dụng axit, vừa tác dụng bazơ nhưng không được gọi có tính lưỡng tính là bởi vì thằng nhôm này nó là kim loại. Được chưa các em? Đúng, chính xác, nhôm chỉ có tính cự mạnh thôi. Cái này dành cho team mất gốc, chính xác. Câu số 10 nhưng mà mất gốc của 2K1 phải mất tất cả. Mất gốc của 2K1. Câu số 10. Vào năm 1832, phenol lần đầu tiên được tách ra từ nhựa than đá. Phenol rất độc, khi con người ăn phải thực phẩm có chứa phenol có thể bị ngộ độc cấp, tiêu chảy, rối loạn ý thức, thậm chí tử vong ở dạng lỏng. Phenol không phản ứng với. Thế thì mình chú ý phenol công thức là C6H5OH là nó có vòng mà. Và nó có nhóm OH, anh này có tính axit yếu và có khả năng thực hiện phản ứng thế hydro của carbon thơm. Lưu ý nhá. Thế bởi vì như vậy mất gốc là coi được hết các em ạ. Vậy ở đây ta có này, tác dụng lên nước brom tạo nên kết tủa trắng nên là vứt. Ở đây gọi không. Tác dụng với kim loại kali do nó có nhóm OH. Vứt. Cao áp đặc do nó là axit yếu. Vậy nó chỉ không tác dụng với KCl thôi. Thấy chưa? 10 A. Thì có khá nhiều bạn comment nhầm đấy. Các em cần chú ý nhé, Phan Hồng Văn đúng, chính xác. Nguyễn Văn Tuấn đúng, Huy Phan đúng, Trần Huy đúng. Ok. Nhân tiện tại đây thì thầy muốn nhắc nhở các em một chút rằng là những bạn nào mà của khu vực mà xung quanh Hà Nội ấy, thì các em sắp tới vào thứ tư tuần này thầy sẽ mở một cái lớp là lớp học lấy lại gốc hóa hữu cơ chương trình lớp 12. Thì những bạn nào mà ở khu vực gần quanh Hà Nội thì có thể inbox trực tiếp cho thầy để có thể đăng ký học lớp đấy. Những bạn nào ở xa khoảng khu vực Hà Nam, khu vực Hưng Yên thì cũng có thể đến khu vực Hà Nội học được, bởi vì là hôm đấy thầy ưu tiên là thầy dạy 4 tiếng từ 2 giờ đến 6 giờ. 4 tiếng một tuần, một buổi để dành cho các bạn ở team xa có thể đến được Hà Nội ở vị trí là 66 Trần Ái Nghĩa. Để các em cùng tham gia lớp học offline lấy lại gốc hữu cơ. Đấy là cơ hội cuối cùng cho các em, bởi vì như các em biết thì bây giờ thì chúng ta chẳng còn nhiều thời gian nữa. Và đây là lớp mất gốc cuối cùng của thầy sẽ mở về offline. Còn online thì yên tâm, online thì thầy sẽ mở cái lớp có liên kết với Vietjack, cùng Ngọc Anh Vietjack đấy. Thầy tác ở bên trên này. Thì sắp tới là sẽ mở cái khóa livestream chữa 30 đề full dành cho các em. Cà Mau thì vô lớp livestream nhé chẳng hạn. Đấy, các em hãy inbox ngay lập tức cho cô Ngọc Anh để có thể tìm hiểu về cái khóa học livestream này sắp tới. Ok, mình có câu 11. Ở nhiệt độ cao 5 phút quảng cáo hết. Carbon không tác dụng trực tiếp với chất nào sau đây? Câu này bà đạo phết. Carbon không tác dụng trực tiếp. Carbon có tính khử thì ăn được H24 đặc. Ăn được magie nhá. Ăn được KClO3 đấy. Vậy là không tác dụng thì là clo, carbon không tác dụng trực tiếp với bọn halogen. Halogen là không. Carbon oxy này, lưu huỳnh là trừ bọn halogen này. Là nó tác dụng. Nhá. Câu 12. 12. Vãi cả 11 gì. 11 cái thức lớp 11. Tơ nào sau đây thuộc loại tơ bán tổng hợp? Wow. Bán tổng hợp bây giờ thầy dạy các em một cái chiêu của các em làm. Trần Anh Nhật thật đúng. Nga Thu Đào, Hắc Cư Sĩ. Wow, hôm nay toàn tên lạ. Visco là tơ nhân tạo, đi xem nhá. Bán tổng hợp là tương đương với lại là nhân tạo các em ạ. Đấy. Tơ tằm là thiên nhiên rồi. Tơ tằm là thiên nhiên rồi. Nên vứt thằng tơ tằm đi. Được chưa? Tơ ni lông 6,6 là tơ tổng hợp rồi. Vậy là vứt ni lông 6,6 đi. Láp san cũng là tổng hợp. Vứt tiếp. Vậy đáp án đúng của chúng ta phải là tớ visco.
Visco là được tạo bởi từ cellulose nhúng và dung dịch CH2 em nhá. Nên là Visco chúng chính xác. Ui, 200 bây giờ lại tụt xuống 199 này thế nào các em? Hình như là rất nhiều bạn đang vào xem mới. Và những bạn đã vào xem mới của thầy thì nhớ là share lại video livestream về tường để xem lại những cái câu ở bên trên nhá. Ở đây thầy chữa rất là kinh đấy, thầy chữa cho tim mất gốc luôn. Mất gốc vào coi được hết, cân được hết, thầy cân tim em ạ. Thầy Minh Minh, à đọc nhầm, ok không sao em ạ. Một lần sai một lần nhớ nhá, phong cách của thầy Minh Minh là một lần sai một lần nhớ. Học hết chương trình rồi bắt đầu luyện đề. Em ơi không sao đâu, bây giờ em chưa cần học hết chương trình, em vẫn có thể luyện đề được cùng với thầy. Thầy mới cân hết. Câu 13. Em đừng chờ đợi học hết chương trình. Em chờ đợi học hết chương trình là ao đấy. Bạn Hân trả lời đúng hết vậy. Đấy, ok. Cho M gam hỗn hợp. Cho M gam hỗn hợp. Wow, Dương Hồng Quân 13A, Nguyễn Văn Tuấn 13A, rất tốt. Ok, tiếp tục nha, câu 13 này. Cho M gam hỗn hợp X gồm. Cho M gam hỗn hợp X gồm magie, giờ vào câu bài tập đầu tiên. Natri, kali, bari. À, úi giời, câu này của thầy có một chiêu cực kỳ dã man luôn các em ạ. Xe nhanh không là trôi. Chiêu này cực kỳ kinh điển, không có một ai có. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y. Dung dịch Y này, HCl dư này. Dung dịch Y này. Dung dịch Y gồm này MgCl2 NaCl KCl BaCl2 và khí hydro. Chúng ta tìm được số mol khí hydro bằng đấy, cái máy tính thần thánh nó đã đi theo thầy từ thời học sinh năm lớp 8 chia 2,4 và thầy bấm máy tính bằng máy này là tốt nhất. 0,225. Và thu được cô cạn dung dịch thì thu được cụm này là 29,475 gam muối khan. Câu này tất cả những bạn mất gốc đều có thể học được. Nhìn kỹ vào thầy, nhìn thật kỹ vào tác giúp thầy tất cả bọn mất gốc vào đây. Thầy đợi cho nào một chút, các em từ nãy giờ nghe thầy học hiểu không? Nhìn nhá, nhìn kỹ nhá. Ở đây này, thầy muốn tìm được giá trị của M. Đây gì? Là M, nhìn kỹ nhá, nhìn thật kỹ vào. Được chưa? Thì ở đây mình có này, thầy đặt ẩn A, B, C, D, thầy có 1, 2, 3, 4 ẩn. Nhá, được chưa? 4 ẩn này, mà thầy có 1 dự kiện, 2 dự kiện, các em nhìn rõ chưa? Vậy thầy được quyền gạch đi hai ẩn. Để làm sao cho số ẩn bằng số dữ kiện thì mình mới giải được bài tập. Gạch kali, gạch bari. Thì gạch luôn đấy, gạch thẳng cánh luôn đấy. Vậy thì còn phương trình nhá. Đây là A này, đây là B này. Một magie thì cho ra một hydro đúng không? Đúng chưa? Vì magie cho ra một hydro, không tin em viết phương trình xem. Magie cộng với HCl thì tạo thành Mg CL2 cộng H2 mà. Thì đây một magie cho ra một hydro nhá. Thầy viết lại cho các em nhìn. Vậy thì có hệ phương trình này. A cộng với 1 natri thì sinh ra 0,5 hydro. Công ty các em biết phương trình là biết. Cộng 0,5B thì bằng 0,225. Ok chưa? Đúng rồi, gạch hai chất bất kỳ. Chính xác. Em có thể gạch bất kỳ hai chất nào cũng được. Xoay con tập hú á. Tiếp tục phương trình thứ hai nhá. Thầy bảo toàn khối lượng này. Khối lượng bọn này bằng 29,475. Số mol nó hơi lẻ một chút thôi. 24 cộng 71 bằng 95A. Cộng 23 cộng với 35,5 bằng 58,5B thì bằng 29,475. 29,475. Xe nhanh vào, nhìn dài bấm máy tính này, bấm máy tính bây giờ mới kinh khủng này. 1 bằng 0,5 bằng 0,225 bằng 95 bằng 58,5 bằng 29,475 bằng A bằng, nhìn nhá, số âm này, âm 0,143, số cực kỳ lẻ, 18. B bằng 0,73636. Giờ vậy suy ra A bằng, suy ra A của này bằng âm 0,14318. B bằng 0,73636. Được chưa? Thầy không chơi bảo toàn bởi vì nhiều bạn mất gốc không làm được. Vậy thầy lấy này, âm 0,1, em nhìn kỹ nhá. Âm 0,14318 nhân với 24 thì ghi cả âm luôn. Cộng với 0,73636 nhân với 23 bằng 13,49. 13,49 phải gần bằng 13,5 không? Làm đúng đáp án này. Kinh chưa? Các em thấy dã man không? Các em nhìn kỹ lại cái skin kinh điển của này đi. À dĩ nhiên rồi, nhưng mà các em chú ý rằng là skin này của thầy có thể giúp được cho tất cả và bạn và các em làm. Skin này nó đã
cân năm ngoái. Trong câu 32 đến câu 40 có một câu khó làm được bằng phương pháp này. Nha. Nên các bạn xe lại. Được chưa? Dĩ nhiên câu 13 này chúng ta còn một cách khác. Dĩ nhiên câu 13 này chúng ta còn một cách khác. Đây là cách công thức. Cách công thức. Câu 13 này. Cách khác. Cách mà nhiều bạn hay làm. Đó là m kim m muối. M muối. Clorua. Thì bằng m kim loại. Cộng với 71 nhân n hydro. M muối clorua bằng 29,475. M kim loại là m cộng 71 nhân n hydro, chúng ta vừa tìm được n hydro bằng 0,225. Thì em bấm máy tính em cũng tìm được m bằng 13,5. Chúng ta có hai cách. Em thích dùng như nào cũng được. Skin gạch đề chính xác, skin dã man mà. Ok, nếu các em thấy hay thì các em share lại về tường. Những bạn nào không nghe kịp, những bạn nào không nghe kịp thì các em có thể share lại về tường nhá, chốc nó xem lại được chưa. À, bảo toàn khối lượng nhanh hơn, đúng rồi, chỉ bấm máy tính chính xác. Nhưng mà đây là skin này và thầy vừa dùng cho các bạn mất gốc em ạ. Các bạn mất gốc thì các bạn ấy không biết công thức để mà bấm đâu. Được chưa? Mình sang tiếp tục. Câu 14. Mà ở đây thầy đang live stream cho mất gốc nhá. Ừ đấy, chính xác. Bạn Nguyễn Thu Hào đấy, chính xác. Nó bị lẫn lộn, thế nên là thầy mới nghĩ là cái skin nó kinh điển vậy cho em. Ok. Câu 41. Đấy, các bạn nào thích làm nào thì làm nhá. Học theo tin thì mình nó bá đạo lắm. Đấy là lý do mà tại sao các anh chị 2000 học thầy điểm nó mắc cao, level cao luôn. Mình sang câu tiếp theo, câu số 14 các em. 14 nha. Các em cùng comment đáp án nha. Câu 14, xem lại like trên YouTube. Hoặc là các em xem lại về tường thì các em không bị trôi. Ok, hay quá. Thank you Trần Thị Huyền Trang. Cảm ơn các em. Đấy, các em hoàn toàn có thể follow đặt xem trước thầy xem lại video live stream, không là nó sẽ bị trôi mất đấy. Câu 14 nhá, thầy chữa tiếp này, các em comment đáp án thật nhiều nhá. Hòa tan hoàn toàn một lượng hỗn hợp X gồm MgO này, nhôm này, kẽm này, sắt này, trong dung dịch H2O3 loãng này. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn này, thu được dung dịch Y này, này không chứa NH4O3, không có NH4O3 này. Và hỗn hợp khí Z này, gồm này, NO này, 0,1 này, N2 này, 0,05 này. Số mol H2O3 bị khử là. Úi giời, câu này dễ lắm. Các em ơi, các em chú ý nhá. Tên kênh YouTube của thầy là Minh Myelin. Các em chú ý này. Cái này mình có một thầy có một chiêu rất là dã man. Đó là số mol H2O3 thì bằng 4 lần số mol NO cộng với 12 lần số mol N2. Các em phải nốt cái công thức lại. Cái công thức này nó bắt nguồn từ đây này. Những các bạn nào không biết thì các em có thể lấy công thức này bắt nguồn từ đây. Đây là công thức chuẩn của nó. HNO3 này thì bằng này 2 lần NNO2 cộng với 4 lần NO cộng với 10 lần N của N2O cộng 12 lần N của N2 và cộng với 10 lần N của N4NO3. Công thức này cực kỳ dùng nhiều. Nên là thầy bảo các em thuộc đi. Thế do đây chỉ có NO và N2 nên thầy tách ra được như này. Thì bằng 4 nhân 0,1 cộng 12 nhân với 0,05 là tô được luôn các em ạ. Tô được luôn. Ôi sao các bạn không có comment gì nhỉ? Không có comment đáp án. À lệch à? Không nhìn thấy thằng nào. Được chưa? Thế thì ở đây nó chỉ là, ở đây chúng ta lưu ý rằng là chỉ có kim loại mới được dùng thôi. Thì đây đáng nhẽ là số mol H2O3 phản ứng. Đúng chưa? Nhưng ở đây đề bài hỏi chúng ta là số mol H2O3 đã bị khử. Hay đây là số mol H2O3 tác dụng với kim loại đấy. Được chưa? Đây là tác dụng với kim loại là đã bị khử mà. Được chưa? Đã bị khử. Đấy, câu này rất là kinh. Đúng chưa? Thế vậy nó sẽ bằng là 4 nhân 0,1 cộng với 12 nhân 0,05 bằng 1. Và bạn nào mà tô đáp án 1 này là bạn ấy đã bị sai. Đã bị lừa. Và đây là một cú lừa này. Được chưa? Các em biết tại sao nó là lừa không? Tại sao nó tại sao lại là cú lừa? Tại vì ở đây là bị khử các em. Bị khử thì sao? Bị khử thì có cái khác cái gì? Thì HNO3 nó có hai con đường. Hoặc con đường mà NO3 trừ, hoặc con đường biến thành sản phẩm khử. Và sản phẩm khử ở đây là gồm, ví dụ trong bài này là NO và N2.
Vậy số mol HNO3 bị khử thì nó phải chui vào NO và N2. Số mol NO bằng 0,1, số mol N2 bằng 0,05. Thì mình suy ra được số mol HNO3 bị khử chính bằng số mol nitơ trong sản phẩm khử. Và bằng, trong NO này có 1 nitơ này, 0,1 x 1. Trong N2 có 2 nitơ này, 0,05 x 2. Và nó bằng bao nhiêu? 0,2 thôi các anh niên ạ. 0,2 thôi các em ạ. Và đáp án đúng chúng ta là đáp án C đấy. Và rất nhiều bạn bị lừa câu này. Cực kỳ nhiều bạn bị lừa. Chính xác. Đấy. Đề dễ thôi nhưng mà rất nhiều bạn bị lừa. Hãy cẩn thận. Phải học thầy Minh thì mới thoát được những cú lừa. Thế nên là có rất nhiều bạn làm được đáp án, cứ tưởng là đáp án đúng nhưng mà thực ra nó lại không đúng. Được chưa? Các em cần chú ý. Và rất rất nhiều người chữa, các em cứ tưởng rằng là đó là đáp án đúng nhưng thực ra nó lại không đúng. Khổ lắm. Nếu các em thấy hay thì các em hãy share lại về tường và tắt tất cả các bạn của các em vào trong đáp án và trong video live stream này giúp thầy nhá. Wow, lần đầu tiên. Bây giờ vẫn còn có 204 bạn học, rất tốt. Các em nhớ nhanh tay share lại về tường và tắt các bạn nhá. Câu 15. Hấp thụ hoàn toàn 0,05 mol hydrocarbon X. Thế là CXHI này. 0,05 vào bình đựng lượng dương dịch brom, brom 2 này, nó được dư này. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì M bình brom tăng. M bình brom mà tăng lên thì chính bằng MX và bằng 2,8. Được chưa? Thế giờ mình nhìn đáp án, các em phải nhìn. Skin tiếp theo, skin nhìn đáp án ta có. Ừ thầy đang chữa nhanh đi. Anken, 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 ankim. Vậy ba anh này là anken, vậy thầy giả sử trường hợp số 1. Trường hợp số 1 nó là anken. Anken nó sẽ là CnH2n. Dẫn đến số mol của anken phản ứng thì chính bằng à đâu? Thế đó chẳng cần đúng không? Mà brom tăng chẳng cần phải trường hợp số 1, mình luôn có luôn phân tử khối của X sẽ bằng 2,8 chia 0,05. Bấm máy tính thử luôn mà các em. Đúng không? 2,8 chia cho 0,05 thì bằng 56. 56. Vậy 56 mình bấm máy tính luôn bọn này. 4 thằng này thì chỉ có thằng C4H8 và 56. Các em nhìn nhá. 24 cộng 4 này, 28 loại này. 12 x 3 cộng 6 này, 42 loại này. 12 x 4 cộng 8 này, 56 lấy này. 12 x 4 cộng 6 bằng 54 loại này. Người ta bán đúng đáp án C. Ok. Quay sang lại tụt xuống 182 này. Các em ơi, các em nghe thầy giảng bài có hiểu gì không? Các em nghe thầy giảng bài, các em hiểu bài chứ? Comment hộ thầy một cái. Đây là đang có khá nhiều kiến thức của lớp 11. Đấy, đề Vũng Tàu này cũng kiểm tra lại khá nhiều kiến thức lớp 11. Các em nghe thầy giảng bài hiểu bài chứ? Những bạn nào mà nghe không hiểu á thì các em có thể xem lại về tường, xong rồi mai các em có thể xem lại nhá. Thầy sẽ up cho chúng ta file Full HD lên. À, mình tiếp tục sang câu tiếp theo, câu số 16. Câu 16 nhỉ? Ok, cảm ơn Đức Thịnh. Ok, thank you em. Câu 16. Đốt cháy hoàn toàn 9 gam hỗn hợp gồm C2H5 NH2 CH3 tất cả 2 lần NH bằng lượng vừa đủ khí oxy. Oxy đủ. Oxy đủ. Ok, cảm ơn Trần Viên Trang, cảm ơn Hoàng Nguyên. Hello, thank you. Cảm ơn Hồ Gia Phong. Oxy đủ. Thế thì mình thu được CO2 và H2O. Cho toàn bộ sản phẩm này vào bình đựng dung dịch BaOH 2 lần. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, đây không có từ dư nhé, để ý này. Thu được kết tủa là BaCO3 59,1. Vậy thì tìm được số mol. 59,1 chia cho 197 bằng 0,3 mol. Và một dung dịch có khối lượng giảm M gam. M dung dịch giảm bằng M vào trừ M ra. M vào là M. M vào dung dịch là CO2 và nước. Vậy là bằng MCO2 cộng nước. M ra là trừ M kết tủa. Được chưa? Vậy mình cần tìm CO2 và nước. Đúng không? Không hiểu câu 15 thầy ơi. Câu 15 này rất đơn giản thôi. Ăn tủa. Đây nhá. M dung dịch brom tăng là 2,8. Chính bằng M hydrocarbon lấy 2,8 chia 0,05. Ra luôn phần tử khối. Thế là xong. 56. Bấm phần tử khối là xong. Chào Bùi Đức. Hello. Những bạn nào mà không hiểu nữa thì có thể share lại tường xong rồi là chốc nữa rồi các em sẽ học lại nhá. Mình có này. Bây giờ mình cần tìm M dung dịch giảm.
Thế mình cần tìm MCO2 và M nước, bởi vì một cái tuổi mình biết rồi. Đây bằng 59,1. Vậy ở đây thầy có này. Anh này nhìn chung nhé, công thức phân tử hai này là đồng phân nhau. Thầy tính ý, anh này là C2H7N. Nên nó sẽ có phân, nó cũng có số mol là 9 chia cho 24 cộng với 7 cộng với 14 bằng 0,2 mol. Vậy nên đây chúng ta đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố carbon này, 0,2 nhân 2 bằng 0,4. Bảo toàn nguyên tử nguyên tố hydro 0,2 nhân 7 chia cho 2 thì bằng 0,7. 0,2 nhân 7 1,4 chia 2 bằng 0,7. Vậy thầy thế vào đây thì đó. MCO2 bằng 0,4 mà nhân 44 cộng M nước là 0,7 nhân 18 trừ đi 59,1. Dễ lắm các em ạ. 169. Dễ cực kỳ luôn. Ơ thế mà không thấy bạn nào comment đáp án nhỉ? Chào Linh Nguyễn. Ơ đuối thế. À chắc là quên. 0,4 nhân 44 hữu cơ chắc là nát hết rồi. 0,7 nhân 18 bằng trừ đi 59,1 bằng giảm đi 28,9. Thế đề bài bảo đây là khối lượng M giảm này. 28,9 đáp án đúng, đáp án B. Được chưa? Câu số 17 nào. Sang lý thuyết rồi. Các em cùng comment đáp án rồi xem nào. Mạnh mẽ nào. 17, 18, 19, 20, 21 đều là lý thuyết hết. Bây giờ cùng comment để đáp án mạnh mẽ nào. Vũ Minh Đức tốt, ok. Công thức phân tử của XYZ là đấy. Các em cùng comment đáp án nha. Công thức phân tử của XYZ là. Hello. Chào tất cả các bạn và các em đấy. Các em nhanh tay share lại video live stream về tường, cũng như tất cả các bạn của em vào trong video live stream này nhá. Nào. Khẩn trương. Đồng bảo chung, skin hay, dĩ nhiên skin nào có thể trả hay. Nào mình có này. Câu 17 thì chữa nhá. Các em cùng comment đáp án nhá. Quang Bùi ok, 17D rất tốt. Ok. Thương Thảo tốt, ok. Mình có này. Phosphor cộng X dư tạo thành P2O5, X chắc chắn là oxy. P2O5 cộng Y tạo thành H3P4 chắc chắn là nước đúng không? Xem vào thằng Z đó xem nào. H3P4 cộng đường gì để tạo thành NaH2P4. Để xem các bạn có biết đúng không. Để bây giờ là oxy và nước. Oxy nước được. Thằng này loại rồi. Oxy NaOH loại này. Oxy nước loại. Thế sao H3P4 cộng NaNO3 tạo thành NaH4 là không? Không đúng không? Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án gì? Dễ. Cảm ơn Hàn Tử Vũ Thu Nga. Chính xác. Lan Chi Mai. Chính xác. Đấy sang cái câu lý thuyết phát là nó có sinh khí khác hẳn luôn à. Nào chúng ta tiếp tục nào. Chúng ta tiếp tục nha. Sang câu 18 nào các em. Em cùng comment đáp án câu 18 này xem nào. Câu 18. Dẫn khí CO dư đi qua hỗn hợp X gồm MgO, CuO, 7F2O3 bùng nóng sau phản ứng sẽ hoàn toàn được chất rắn gồm. Thì em cần lưu ý cho thầy này. CO chỉ tác dụng với các oxit kim loại mà đứng sau nhôm. Đứng sau nhôm. Thế này là các em nhớ luôn rồi đấy. Đóng khung lại nhá. Nó chỉ tác dụng với các oxit kim loại đứng sau nhôm. Thế vậy, ở đây nó magie đứng trước nhôm, vậy nó giữ nguyên magie. Vậy là phải còn MgO, vậy loại A này. Được chưa? Thế còn đồng và sắt thì nó biến rồi đấy. CuO biến thành đồng, Fe2O3 biến thành sắt. Vậy MgO, sắt và đồng. Đáp án đúng, đáp án B. Chính xác Đức Thịnh, chính xác Huế Nguyễn, chính xác, rất tốt. Nguyễn Văn Cường 18B, đúng, chính xác. Vũ Lệ Thủy B, chính xác. 19 nào các em. 19. Từ chất X thực hiện phản ứng hóa học sao? 19. Từ chất X thực hiện phản ứng hóa học sao? Nào, khẩn trương. Hello. Từ chất X thực hiện phản ứng hóa học sao? X có thể là khó đấy, thằng này khó đấy. X có thể là thằng nào bây giờ? X cộng KOH tạo thành Y và Z. Thì tất cả bọn này thằng này được, thằng này được, thằng này được, thằng này cũng được. Y và Z. Nhưng mà chất Y này có khả năng ăn brom này. Chất Y có khả năng ăn brom. Thế thì có nghĩa là chất Y này nó ăn được brom để tạo thành chất T. Nhưng chất T lại ăn được KOH, vậy T phải là axit. Vậy chắc chắn A, Y phải là anhydride. Thì brom là oxy hóa mà, thì tạo thành axit. Để cho các em. Thế vậy điều này chứng tỏ Y là anhydride,
thì thủy phân phải tạo thành anhít. Anh này thủy phân tạo thành anconvert. Thủy phân anhít được. Thủy phân tạo anhít được. Thủy phân anhít được. Được chưa? Thế mình mới loại được mỗi đáp án B thôi. TNK hoát lại quay trở ngược lại Z. Thế giờ Y chúng ta là anhít. Vậy Y chúng ta có dạng là RCSO. Đúng chưa? Thế vậy có nghĩa là thằng X của chúng ta là nó phải có dạng là DR.CSO. RCOO. Đúng chưa? C nối đôi C R phải. Vậy khi thủy phân nó sẽ có được là thằng Z là RCOONA RCOK cộng với lại thằng Y nó sẽ là R phải CH2 CSO. T là R phải CH2 COOH. Thế là mà lại tạo thành Z là R COOK. Điều này chứng tỏ nhìn này. Một carbon, một carbon này. R phải cộng 2 carbon thì bằng R cộng 1 carbon. Hay nói cách khác, R phải cộng 1 thì bằng R. Được chưa? Vậy mình nhìn này. Mình nhìn này. Nhìn thật kỹ nhá các em nhá. 145. Nhìn thật kỹ này. R phải là đầu đít. Đúng chưa? Cộng với 1 carbon này bằng R. Nhìn này, R đây. R đây này, có 2 carbon này. R phải này. Là đây này. Có phải R phải này cộng 1. Đây R phải. Đây R. R bằng 2 chưa? R phải bằng 1 chưa? R phải cộng 1 bằng R đúng chưa? Phải đáp án đúng chúng ta phải là đáp án C. Đấy, các em nhìn kỹ nha. Được chưa? Thế tương tự mình có thằng lãnh vậy. 1, thằng lãnh 2. Thế thì cũng đúng à? Bây giờ còn C với D loại hàng nào? Đúng không? Rồi còn C với D loại nào chúng ta để ý này. Thằng Y này ăn brom nhưng mà lại tạo thành 2HBr. Nhá, chứ không phải là ăn 2 brom. Nếu ở đây nó phải là ăn 1 thêm 1 brom nữa là phải ăn 2 brom. Ở đây chỉ là oxy hóa thôi, không có cộng. Về loại đáp án C. Và đáp đúng của mình đáp án C. Được chưa, các em nhìn rõ chưa? D Hoàng Nguyên, chính xác, rất tốt. Câu 20. Câu 20 này. Kinh chưa? Đề này cũng khá chất đấy nhỉ. Dũng Trần tốt, Đức Thịnh tốt, rất tốt các em. Chính xác, các em cùng comment đáp án nha. Các em cùng comment đáp án thật mạnh mẽ vào đây. Hello. Xin chào cả nhà. Xin chào tất cả các bạn và các em. Các em cùng comment đáp án cùng thầy nhá. Câu 20. Cho các chất sau. Số chất trong dãy có khả năng. Các em lưu ý nhé. Từ khả năng. Vậy là ở điều kiện nào cũng được. Ở điều kiện nào cũng được. Nhớ chưa? Nó chỉ có khả năng là được. Mất bóng độc rôm. Metan chịu. Acetylen có. Benzen chịu. Phenol có. Anilin có. Acid acrylic đây này. Có. Anilin acetic có. 1, 2, 3, 4, 5 chất. Vậy đáp án đúng mình đáp án A. Được chưa? Sao 20 lại C? Em nhầm rồi nào. Acetylen 1 nhá. Phenol 2, phenol tạo kết tủa trắng là mất màu. Anilin tạo kết tủa trắng là mất màu. Acid acrylic đây này, anh này acid acrylic. Anilin acetic có chó là mất màu brom đấy. Được chưa? Nên 20 chúng ta phải là A. Chó là mất màu brom nhé. CH3CHO là mất màu brom. Thầy thấy nhiều bạn bị nhầm ấy. Nhiễu quá Phan Ngọc Hơn. Sao lại nhiễu vậy? Nghe căng mà em. Mình sang câu 21 nhá. Mình sang câu 21 này. Phát biểu nào sao đây không đúng. 21. Các em cũng comment đáp án xem nào. Phát biểu nào sau đây là không đúng. Amophos là hỗn hợp các muối. Đúng, chính xác. Phân bón này nhiều bạn bị nhầm lắm. Các em cũng comment xem nào. Trong phòng thí nghiệm, nitơ được điều chế bằng cách đun nóng dung dịch NH4NO2 bão hòa cũng tạm ổn. Cũng tạm ổn đấy. Tạm ổn. Nhỏ dung dịch AgNO3 vào ống nghiệm đựng dung dịch Na3P4 có kết tủa trắng xuất hiện. Đúng. Không phải đâu. Chỗ này nó phải là kết tủa Ag3PO4, nó phải là kết tủa màu vàng ạ. C chắc chắn sai. Đề bài mà không đúng. NH3 làm quỳ tím mầm, nước cất hóa xanh, chính xác.
Vậy 21 chúng ta phải là nó ba quy tiêu ở nước cất thuốc xanh là đúng, bởi vì anh này là ba dơ mà. Vậy sai là kết tụ phải màu vàng em. Kết tụ Ag3 P4 các em nhớ cho thầy nhá. Nó là màu vàng ạ. Được chưa? Chính xác. Vũ Minh Đức đúng, chính xác. Mất cần đời, chính xác. Rất nhiều bạn comment đúng. Đấy. Cảm ơn các em. Cảm ơn các em đã comment đúng rồi. Ui nhưng mà sao hôm nay vẫn ít xe các em ạ? Ui đến giờ mà thầy dạy hay như vậy mà mới được có bao nhiêu? Được bao nhiêu xe? 330 xe vẫn ít. Các em bạn nào chưa xe mạnh mẽ lên nhá. Làm sao được hơn 500 xe chứ? Đúng không? Nào, câu 22. Trong phòng thí nghiệm, khí rét làm mất màu thì thuốc tím. Dép làm mất màu thuốc tím nha. KNO4 này được điều chế từ chất rắn X, dung dịch y đặc, đun nóng, thu vào bình tam giác bằng phương pháp đẩy không khí. Ủa ơi, đây đây là bài tập hình vẽ rồi. Ui đúng luôn này. Đúng bài tập hình vẽ luôn em. Hình vẽ là còn có màu nữa. Mất lại còn có màu nữa các em ạ. Ai giời ơi. Ok, xem nào. Khí rét mà thu bằng rời không khí. Mình lưu ý luôn này. Rét thu bằng rời không khí thì tương đương với lại là rét nặng hơn không khí. Nặng hơn không khí. Đấy, cái này là lưu ý đầu tiên này. Này lưu ý đầu tiên này. Nặng hơn không khí. Vậy, hydro bằng 2, nhẹ hơn không khí, loại hydro này. Loại cái A luôn này. NH3 bằng 17 này. Không khí 29 nhé. Vậy loại nốt NH3 này. Loại nốt D này. Đây 40 câu không ạ. SO2 nặng hơn rồi. CO2 nặng hơn rồi. Thằng này 44. Thằng này bao nhiêu? 32 cộng với 32 64. Chúng ta chú ý này. Khí rét là mất màu KMNO4. CO2 mất màu không? Không. Vậy là mất màu KMNO4 chỉ có thể là B. Bó. Được chưa? Đáp án đúng, mình đáp án B. Dễ không? Mình chỉ tóm mỗi thằng Z là mình làm được. Các em đừng có sợ những dạng câu này. Dễ lắm, sắp tới trong cái khóa live stream thầy sẽ live stream cho em cả một chuyên đề hình sơ đồ hình vẽ luôn. Cực kỳ trâu và cực kỳ chất. Nó dễ đến các em không ngờ cơ. Mà từ trước đến nay các em toàn đi làm, các em toàn bỏ qua. Nếu các em thấy cái câu này, các em thấy câu này thầy giảng em có hiểu không? Dễ ợt đúng không? Thầy nhắc lại này. Z thu bằng giờ không khí chứng tỏ Z nặng hơn không khí. Nặng hơn không khí loại hay hai là nhẹ này. Còn hai này. Cuối cùng còn Z mất màu KMNO4. Vừa nãy đề bên cạnh nó bảo thế. Thế là sao? Chọn luôn, SO2 luôn. SO2 không là mất màu mà. Ok, các em hiểu chứ? Câu 23. Mình sang câu tiếp theo, câu số 23. Và bây giờ là 10:01 và hiện tại chúng ta đang có 122 bạn học cực kỳ trâu và chất cùng thầy. Rất cảm ơn 122 bạn đã tham gia theo dõi. Đây là rụng mất 100 bạn rồi. Rụng mất 100 bạn rồi. 23 này. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm nhôm. Thầy phải uống thuốc chống đau họng ấy. Thầy bị đau họng mấy hôm nay. Thầy uống thuốc chống đau họng để học cùng các em. Rất là dã man. H24 loãng. Thu dung dịch X. Thế thì anh này thì có là AL2 này. SO4 3 lần đúng không? MgCO3 thì thầy thu được MgSO4 đúng không? F3O4 thì hỗn hợp cơ. Là FeSO4 và Fe2SO4 3 lần. Các em nghe thấy giọng thầy nó hơi bị đồ thị. Ừ quay đủ hết luôn. Cho dung dịch BaOH này lần tới dư. Cộng BaOH này lần. BaOH này là gồm Ba2 cộng và OH trừ. Cả hai này đều tới dư. Thế thì có ion S4 2 trừ này. Chắc chắn tạo nên kết tụa Ba2S4 đã. Phang ra đây đã. Còn OH trừ này. OH trừ gạch chân từ dư này. Nhôm 3 cộng thì tạo thành AlOH 3 lần đúng không các em? Nhưng kết tụa thương thương này. Đúng rồi, thương thầy nhớ xe nhá. Đau hỏng. AlOH 3 lần bị tan do OH trừ dư loại. Có MgOH 2 lần các em nhỉ? Có FeOH 2 lần các em nhỉ? Mà có FeOH 3 lần các em nhỉ? Đấy. Thu được kết tụa Y này. Đây là kết tụa Y này. Nung Y trong không khí này. Nung Y trong không khí này. BaS4 mà có nung thì vẫn giữ nguyên BaS4. MgOH 2 lần nung thì tạo thành MgO. Để quan trọng việc học khóa chúng ta phải nắm được phương trình. FeOH 2 lần mà nung thì tạo thành Fe2O3. Và tương tự FeOH 3 lần cũng vậy.
Vậy mình thu được hỗn hợp sau của BAS4, MgO và F2O3. Đáp án đúng đáp án gì? Rất tốt luôn. 125 bạn đang theo dõi cái live stream. Các bạn để ủng hộ thầy, các bạn cùng comment đáp án nhá. Thầy thấy đợt này là comment hơi ít đáp án, chắc các bạn sợ. Em đừng có sợ, em học hóa mà sợ thì không bao giờ em giỏi được. Mình phải làm sao? Vượt lên trên chính mình, vượt lên trên nỗi sợ. Mình dám nói định kiến bản thân mình. Bởi vì chỉ có một lần sai là một lần nhớ. Một lần sai là một lần nhớ. Các em cứ thử học cùng theo thầy xem. Một lần sai, một lần nhớ. Còn nếu mà em mà cứ kiểu mà kiểu muốn chăm đi làm đúng ấy, thì không bao giờ em nhớ được đâu. Không bao giờ em có thể nhớ được nếu em chỉ chăm đi làm đúng. Bởi vì lần đầu tiên làm nó sao như đúng mà đúng được. Được chưa? Đấy, các em đã xem đến bây giờ để các em đều biết là thầy dạy hay rồi. Thì như vậy, đây là hóa lớp 12 em nhá. Ôn thi trung học thông có dài. Câu 24, thực hiện cái định nghiệm sau. Số định nghiệm phản ứng của xóa khử. Úi giời, câu này hay. Để có phản ứng ô xóa khử thì phải có sự tăng giảm số oxy hóa. Đúng không? Thì mình có này, lấy sắt dương 3. Mặc dù anh này oxy hóa mạnh, nhưng anh lên hết nắp rồi. Không phải ô xóa khử. Fe3O4. Bản chất nó là FeO. Mà Fe2O3 thôi. Tác dụng HCl vẫn bình thường, không phải ô xóa khử đâu ạ. Như bạn tưởng thằng này là có đấy, nhưng mà sai nhá. NO2 oxy và nước, thì ghi phương trình này. NO2 oxy nước để tạo thành HNO3. Dương 4 này, dương 5 này, 0 này, trừ 2, oxy hóa chắc củ luôn. Chắc chắn oxy hóa. Nhúng thành kim loại sắt vào H4 loãng nguội. Lừa chúng ta chỗ loãng này này, để chúng ta đọc nhầm đặc nguội đấy, nhưng mà không lừa đâu. FeS4 này tạo thành FeSO4 cộng H2. Không. Dương 2. Dương 1. Không. Thay đổi số xóa. Chắc củ tiếp. Hai cháu. Đốt Ag2S bằng khí oxy thì thu được Ag cộng SO2. Thằng này trừ 2 lên dương 4. Thằng này không về trừ 2. Chắc củ tiếp. Vậy mình có 1, 2, 3. 3. C. Hàn tử chính xác, rất tốt. Bùi Dự đúng, chính xác. Lupinazen đúng. Hoàng Tấn Dũng đúng, chính xác, rất tốt các em. Rất rất chính xác. Rất chính xác luôn. Wow. 10:06 và 118 bạn theo dõi video live stream thầy. Các em giúp thầy xe lại về tường và tác các bạn các lên nhá. Mình sang câu tiếp theo, câu số 25. Hơi khó một tí. Câu 25 này hơi khó một tí xíu thôi. 25. Câu 25 để Ninh Bình chất nhỉ. Ninh Bình các em có thấy chất không? Thầy cũng thấy chất chất phết. Chất như quả đất. Đúng không? Ninh Bình. Khi nhắc đến Ninh Bình thì có khá nhiều cái kỷ niệm đối với thầy. Nào, mình sang câu 25. Câu 25 khá khó đấy. Xem nhá. 25. Hỗn hợp X gồm C3H9. Ô, Vũ Thu Nguyệt, Ninh Bình à? Ninh Bình học trường nào em? NO2 này. C2H8. N2O3 này. 6,14 này. Tác dụng với NaOH đặc nóng này. Thu được 2 amin đơn chức bậc 1 này. 2 amin đơn chức bậc 1. Vậy là R trung bình NH2 0,06 cộng muối cộng nước. Ui, thầy dễ lắm các em ạ. Thầy dạy các em một chiêu làm cực kỳ nhanh này. Cực kỳ nhanh luôn. Số mol 2 amin luôn bằng số mol nước luôn bằng số mol NaOH. Nha, bấm máy tính xem khối lượng, bảo toàn khối lượng. Bảo toàn khối lượng. Các em nhớ thầy nhá, ở trong này này. Số mol amin luôn bằng số mol nước và luôn bằng số mol NaOH. Phản ứng đóng khung này mà. 6,14 cộng 0,06 nhân 40 bằng M amin cộng M muối cộng 0,06 nhân 18. Được chưa? Nếu mình biết từ M amin là xong. Nhưng đây mình chưa biết được M-amin, mình phải đi tìm M-amin. Được chưa? Thế thì để đi tìm M-amin ý, thì có rất nhiều cách.
Và cách đầu tiên đó là cách mà mình phải biết được là công thức của muối. Vậy mình có công thức muối amoni thằng này. Nó là gì? CH3COONH2CH3. Anh dưới này, công thức muối của nó là C2H5NH3NO2. Những bạn nào mà chưa biết được cái này ấy, NO3 sorry, thì các em có thể theo dõi cái tài liệu. Được chưa? Em cái này em phải viết phương trình để em biết nhá. Đây là cách giải nhanh, còn thầy làm cách giải chậm cho các em cùng nhìn này. Anh này là CH3 này, COO này, NH2 này, CH3 này. Anh này là C2H5 này, NH3 này, NO3 này, cộng NaOH thì tạo thành muối. Hai amin là CH3NH2 và anh này là C2H5NH2. Số mol 0,06, suy ra số mol này bằng 0,06, khối lượng bằng 6,14. Đặt anh này là A, đặt anh này là B là xong các em ạ. Đặt anh này là đúng rồi, NH3 CH3 không NH2 alo. Ừ sorry các em, NH3 CH3 thì ghi nhầm. Nhầm. Thì mình bây giờ mình bấm là xong thôi. Anh này này, 12 nhân 3 cộng 9 cộng 46 bằng 24 cộng 8 cộng 28 cộng 16 nhân 3 bằng 6,14 bằng. Hệ thứ hai, A bằng cộng B bằng 0,06 bằng 0,02 và 0,04. 0,02, 0,04. Vậy bọn này cộng với muối, muối chúng ta là CH3COONa và muối thứ hai là muối NaNO3. Số mol bằng 0,04. Số mol này bằng 0,02. Vậy ta có 0,02 nhân với 82 cộng với 0,04 nhân 23 cộng 62 bằng 5,04 này. 5,05 là C. 101, 25 C chính xác, Trọng Nguyễn. Kinh không? Đề thầy nó dã man lắm, tàn bạo vô nhân đạo lắm. Sang câu 26. 26 này, 26 dễ rồi. Giờ các em có thể comment đáp án thật nhiều 26 này. Nào những bạn những bạn nào biết câu 26 đáp án gì thì cùng comment cho thầy nhá. CrO3 tác dụng với KOH tạo thành muối K2CrO4. Thế chỗ này mình chú ý này, CrO2O7 2 trừ để tạo thành CrO4 2 trừ. Anh này là 2, anh này cộng OH trừ, anh này cộng H cộng. Phương trình này phải thuộc. Vậy này, CrO2O7 2 trừ trong OH trừ thì tạo ra CrO4 2 trừ, hay nói cách khác là CrO4 2 trừ bền trong OH trừ. Đúng. Nhưng đề bài hỏi sai cơ. Được chưa? Trong môi trường kiềm, thằng này bị oxy hóa bởi CrO2 để tạo thành CrO42 trừ. Đúng rồi, thằng này tồn tại bền trong OH trừ. Chính xác. CrO2O3 và CrOOH3 lần đều là chất có tính nóng tính. Đúng tiếp. Phản ứng H2O4 loãng nóng, crom bị khử thành cation crom 2 cộng. Crom thành crom 2 cộng đúng, nhưng bị khử là sai. Phải là bị oxy hóa. Vậy sai là gì? Thực ra 26C Trọng Nguyễn đúng, chính xác. Viền Trang đúng, chính xác. Trời ơi các bạn đâu hết rồi. Khó quá không thèm comment luôn. Số phát biểu đúng. Câu 27 số phát biểu đúng là các em ạ. Bị oxy hóa chính xác. Hoàng Tấn Dũng chính xác. Đức Thịnh bị nhầm mất rồi. Phạm Hoàng Hân chính xác. Bị oxy hóa. Dương Hồng Quân D chính xác. Hoàng Nguyên C, D đúng rồi, chính xác. Rất tốt. Thấy khá nhiều bạn comment đúng. Dương Như Thảo đúng, chính xác. Mình sang câu tiếp theo nha, câu 27. Câu 27. Cho các phát biểu sau. Cho phát biểu sau. Tinh bột. Phát biểu đúng nhá. Để bài hỏi là phát biểu đúng. Phát biểu đúng rồi em nhé. Tinh bột này. Phan Ngọc Hân. Rồi ok. Đi ngủ hết rồi. Kệ chúng nó. Chúng nó ngủ mình vẫn phải cày. Tinh bột, tripalmitin, lòng trắng trứng đều bị thủy phân trong môi trường kiềm đun nóng. Tinh bột không bị thủy phân trong môi trường kiềm được. Tinh bột chỉ bị thủy phân trong môi trường axit thôi. A sai. Cellulose chất rắn dạng sợi màu trắng không tan trong nước, đúng. Một thằng đúng. Sang tiếp nha. Sang tiếp nha.
Sakarozo thuộc loại monosaccharide, sai. Đi cơ. Nó phải là đi saccharide. Ở điều kiện thường etinacetat là chất lỏng tan nhiều trong nước. Chất lỏng đúng nhưng tan nhiều trong nước sai. Thằng này là ete không tan trong nước. Metinamin CH3NH2 có lực bao giờ lớn hơn lực bao giờ của etinamin? Sai. Thằng này bao giờ yếu hơn? Sai tiếp. Càng đẩy nghe thì bao giờ có mạnh? Gliala đều phản ứng với CH2 lần tạo ra chất màu tím. Sai tiếp. Phải là tripeptide trở lên. Từ dipeptide trở lên. Dipeptide trở lên cơ. Anh này mới chỉ là đi, đúng không? Đúng chưa? Có nghĩa là dipeptide trở lên mà không tính dipeptide. Được chưa? Mà cũng nghĩa là cái này ghi chuẩn là tripeptide trở lên. Lấy anh này thôi. Vậy sai bên kia có 1. Đáp án đúng đáp án A. 27 đáp án đúng chúng ta phải là đáp án A. Đấy, em lưu ý nha, nhiều bạn bị nhầm lắm. 27 đáp án đúng phải A. Ok. Đức Thích này bị nhầm, Hoàng Tấn Dũng bị nhầm. Được chắc phải từ tripeptide trở lên. Ok, Seri Sơn Lãnh đúng. Vừa đi quay hóa óc về, thế là bây giờ vừa kịp học tiếp. Rất tốt. Còn 28 rồi các em. 28 cho giá màn. 28 cho giá màn. Có lẽ thầy chữa nốt lý thuyết thôi nhỉ. Mấy câu bài tập thì chắc để thầy gửi file đáp án nhá, bởi vì cũng hơi muộn rồi, để mai các em còn đi học. Thì bây giờ thầy chữa nốt lý thuyết thì thầy chữa nốt câu 28 này. Với lại câu 32. Đấy, 32 là câu lý thuyết thầy vừa ngó rồi. Thì câu chữa nốt câu 28 với câu 32, còn lại để cho các em đi học nhá. 28. Một tí nó có thể để chữa nốt cả câu 29 nữa cho đủ nhỉ. 28, 29 với 32 nhá, cho đủ 30 câu. Rồi các em còn đi ngủ chứ. Tiến hành các thí nghiệm sau. 28. Phản ứng kết thúc bao nhiêu thí nghiệm thu được kết tủa? Wow, hay. Anh này tạo thành gì? BaCO3 cộng Na2CO3 cộng nước kết tủa đấy ạ. Một anh ạ. NH3 đến dư vào AlCl3 tạo thành AlOH 3 lần. Kết tủa này không tan trong NH3. Cộng NH4Cl. Ok, có PDF cho các em. Tí nữa thầy áp lên luôn. CO2 tới dư vào Na anh này thì thu được AlOH 3 lần. Kết tủa cộng NaHCO3. 1, 2, 3 rồi. AgNO3 vào MgCl2 thì tạo thành AgCl cộng MgNO3. 4 rồi. H2S vào FeCl2, nhiều bạn nghĩ nó tạo thành FeS cộng HCl, nhưng sai, FeS không tồn tại trong HCl. Magie và FeCl3 dư. Lưu ý đây từ dư này. Đầu tiên magie cộng với sắt 3 để tạo thành magie 2 cộng cộng sắt 2 cộng. Nhưng do sắt dư nên magie hết, nên không có kết tủa đâu ạ. Vậy mình chỉ có mấy thôi? 4. Vẫn sớm mà thầy. Ok. Đâu chỗ nào mà OH trừ dư mà có cái tụ nhóm. Đáp án đúng đáp án B. 4. Đâu làm gì có chỗ nào mà OH trừ. Hàn Tử ơi, Hàn Tử nhìn lại nhá. NH3 dư. NH3 dư thì kết tủa AlOH 3 lần không tan trong NH3 Hàn Tử nhá. Kết tủa AlOH 3 lần không tan trong NH3. Được chưa? Nếu mà còn sớm các em vẫn muốn theo dõi tiếp thì các em sẽ lại video live stream thật nhiều vào để cho các bạn cùng vào. Thì thầy sẽ chữa. Thì tiếp tục sang câu 29 nha. 29, Hàn Tử hiểu bài chưa nhỉ? Ok, B chính xác. 29. Thực hiện hai thí nghiệm sau. M gam Farouk. Farouk thí nghiệm 1. Tác dụng với lượng dư AgNO3 trong NH3 đun nóng thì được A gam bạc. Bạc. Thế thì thầy tìm được M gam Farouk thì có M1 chia cho 180 thì một anh Farouk thì ra được hai anh bạc. Vậy sẽ là M1 chia 180 nhân với 2. Được chưa? Tiếp tục này. 500 anh em rồi vào đây chính xác. Ok. Kêu gọi đi thí nghiệm 2. Các em có thể kết bạn mình chụp học trung toán hóa. Ok. Thủy phân M2 gam saccharose. Sac. Thủy phân nhá. Trong mắt cậu. Sac thì thủy phân ra được 2 anh C6H12O6. Là một anh alpha glu của anh beta Farouk. Thì đây đều gọi chung nó là C6H12O6. M2. Vậy đây là M2 chia cho 3.
342. Đúng nhỉ? Xác là C12 H22 O11 342, đúng rồi. Vậy suy ra số mol anh này là bằng 2 nhân M2 chia cho 342. Thì rút gọn luôn, anh này bằng M1 chia 90. Anh này bằng M2 chia cho 342 chia 2 là 71. Hiệu suất phản ứng thủy phân là 75%. Vậy anh này bằng 0,75. Thuận phải nhân với phần trăm, thuận phải nhân hiệu suất các em ạ. Bây giờ nó nhân hiệu suất là nhân 0,75. Trung hòa dung dịch X được NaOH vừa đủ. Dung dịch Y cho Y tác dụng AgNO3. Vậy lại lấy tiếp C6. Lại lấy tiếp C6 H12O6 ở đây là M2 0,75 chia cho M2 0,75, cái nhìn thấy không nhỉ? Đây, chia cho 171 thì ra được 2 bạc. Vậy mình có số bạc bằng 2 nhân 0,75 M2 chia 171. Được chưa? Lưu ý này. Thí nghiệm 1 thu được A gam bạc, thí nghiệm 2 thu được A gam bạc. Vậy là số mol bạc của hai thí nghiệm phải bằng nhau. Có nghĩa 2 nhân 0,75 sẽ bằng M1 chia 90. Ôi, bây giờ công việc chúng ta làm nốt. Biến đổi nốt bọn này, đúng không? Nhân chéo đi. 2 nhân 0,75 1,5 nhân 190 nhân 90 135 M2 thì bằng 171 M1. Thế bọn này cùng chia cho mấy? Hình như là cùng chia cho 3. 135 chia 3 bằng 45 M2. Cùng chia cho 3 các em ạ. Cùng chia cho 3. 45 M2 thì bằng 171 chia 3 bằng 57 M1. Vẫn chưa được chiết tiếp cho 3 nữa. 45 chia 3 15 M2 57 chia 3 bằng 19 M1. Vậy đáp án đúng chúng ta là 15 M2 thì bằng 19 M1. 15 M2 bằng 19 M1 cơ mà. À đây này. 15 M2 bằng 19 M1. Đáp án đúng, đáp án B. Đáp án quá các em ạ. Câu này khá chất nhỉ. Có lẽ câu này để sang buổi, để tí nữa các em xem nhá. Giờ thầy giải nốt cho chúng ta câu 32. Thực ra thì căn bản là thầy cũng hơi bị đau họng. Các em nghe giọng thầy từ nãy giờ đốt khá kinh. Còn 75 bạn đang theo dõi video live stream thầy. Các em nhớ nhá. Các em nhớ rủ các bạn của em cùng tham gia khóa chữa đề live stream thầy. Các em biết là khóa đây chữa đề live stream này toàn đề chất và đề rất kinh khủng. Sắp tới thì sẽ mở khóa chữa đề vào ngày 25 tháng 3. Các em có thể liên lạc với cô Ngọc Anh Việt Sách để có thể tìm hiểu thêm và để được cô tư vấn về cái khóa học live stream này chữa 30 đề. Phun từ giờ đến cái lúc mà ôn thi trung học phổ thông quốc gia, chắc chắn các em sẽ cực kỳ khủng. Mà thầy chữa từ mất gốc luôn. Những bạn nào bị mất gốc mà chưa học hết chương trình vào đây thầy vẫn có thể cân lại được hết. Vừa nãy các em nhìn thấy chiêu kinh khủng rồi. Nhá. Câu 32. À, hơn nữa những bạn nào các em có thể nhắn gửi cho các em cô dì chú bác họ hàng ở gần Hà Nội thì có thể bảo các bạn ấy qua Hà Nội kể cả lớp 10, lớp 11, lớp 12 ở cơ sở 66 Trần Đại Nghĩa thì thầy đều có lớp. Các em có thể bảo các bạn ấy có thể liên lạc với thầy để thầy có thể cứu giúp các bạn về môn hóa, đúng không? 32. Kết quả thí nghiệm của dung dịch XYZT với thuốc thử được ghi ở bảng sau. XCOH 2 lần màu tím. À, vậy nó phải là gì? Peptid Sacrosavut. Y quỳ tím chuyển màu xanh. Vậy phải là ba sư. Anilin không làm quỳ chuyển màu, vứt. Natri palmitate và lysine được. Z dung dịch kết tủa trắng sáng. Và mình còn B và D này. Glu có kết tủa bạc, xác không? Loại, đáp án đúng là bạn này. Các em ơi, thầy của em đau bụng dã man, đau họng dã man rồi. À, có lẽ chúng ta tạm dừng ở đây và ngay lập tức bây giờ thầy sẽ đăng cho chúng ta file giải chi tiết nhá. Các em chú ý lên trên tường của thầy lấy file giải chi tiết xuống và làm nốt các câu còn lại nhé. Hello, chào tạm biệt các em, hẹn gặp lại vào 21:15 tối thứ sáu với đề 005. Bye bye, chúc em ngủ ngon nhá.